Vài tháng trở lại đây, hình ảnh VinFast VF6 tại Việt Nam liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Nhưng lần gần đây nhất có chút khác biệt khi xe không còn ngụy trang, cho thấy công đoạn nghiên cứu, phát triển đã dần hoàn tất. Thiết kế ngoại thất và màu sơn xám giống với bản concept từng được giới thiệu tại Mỹ. Nhiều khả năng, xe thuộc phiên bản Eco vì trang bị bộ mâm đơn sắc, khác với loại 5 chấu kép phay xước 2 tông màu được giới thiệu trước đó. Lốp của hãng Bridgestone. Gương chiếu hậu có tích hợp camera, thuộc hệ thống camera 360 độ. Xe có 8 cảm biến phía trước và 6 cảm biến phía sau. Đèn pha đặt thấp có thấu kính projector. Khác với VF5 Plus, hình cánh chim ở đầu xe VF6 là 2 dải đèn LED. Nội thất cũng được hé lộ với thiết kế và cách bố trí không khác bản concept. Ghế bọc da màu đen. Trên bệ tỉ tay trung tâm vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn thiện. Về chỗ để chân hàng ghế sau, VF6 sẽ có lợi thế khi sở hữu chiều dài cơ sở 2730mm, trong khi hai đối thủ Creator và Celtis chỉ 2610mm. Chưa kể VinFast VF6 là mẫu xe duy nhất có cửa sổ trời, ở hàng ghế thứ hai. VF6 được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại, như đàn anh VF8 và VF9, bao gồm khả năng tự hành cấp độ 2, với các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Hãng xe Việt từng cho biết, hai phiên bản VF6 đều được trang bị pin dung lượng 60kW. Sau một lần sạc đầy, tầm vận hành dự kiến 399 km đối với bản Eco và 381 km đối với bản Plus. VinFast VF6 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm chuyên ngành về xe điện tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, khai mạc hôm 7 tháng 7. Đây là triển lãm mở đầu cho chuỗi triển lãm VinFast vì tương lai xanh tại 11 tỉnh thành trên cả nước, diễn ra từ ngày 7 này đến 20 tháng 9.